Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đất Đỏ khóa 12, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức hội nghị lần thứ 48, đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng 9 tháng năm 2024 và đề ra các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm. 9 tháng năm 2024, huyện Đất Đỏ có 23 trong tổng số 33 chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết năm 2024 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện. Nổi bật nhất là thu ngân sách đạt hơn 470 tỷ đồng, tăng 54,83% so với cùng kỳ. Huyện tiếp đón hơn 750.000 lượt khách, doanh thu du lịch, lưu trú đạt 592,6 tỷ đồng. Hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ đồng bào phía Bắc khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3, huyện đã quyên góp được số tiền hơn 3 tỷ đồng. Tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện, các đại biểu thảo luận về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực đất đai, môi trường, giáo dục, an sinh xã hội, xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Lãnh đạo huyện yêu cầu những tháng cuối năm, toàn huyện tập trung hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024, chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2027.